Xin chào mọi người nhé, hiện tại thì mình mới về thêm sản phẩm đó là điện thoại Zen A9M nha mọi người nhé. Con này thì mình có 3 màu sắc ta lựa chọn, đó là phiên bản màu xanh, phiên bản màu vàng và phiên bản màu hồng nha mọi người nha. Cùng zoom gần lại thì chúng ta sẽ thấy được những cái chi tiết ở trên màn hình của nó. Có những biểu tượng con Doraemon mặt cười rất là ngộ nghĩnh nha. Đó, điểm thêm một cái vài sao. Ở dưới đáy máy thì chúng ta có một cái cổng sạc cho máy khác. Ở đây thì mình sẽ có thêm màu vàng và màu xanh, màu hồng, ba màu chúng ta lựa chọn. Nó sẽ đi kèm cho mình là tặng một cái dây đeo cho mọi người nha. Đây theo màu, dây màu hồng thì nó theo máy màu hồng, dây màu xanh nó theo máy màu xanh. Đều có mặt cười ở trên đó luôn nha mọi người nha. Mình sẽ đi vào cái phần chi tiết. Cùng vào cái chi tiết máy này thì mình sẽ nhìn thấy ngay ở góc máy nó có một cái lỗ khuyết thì chúng ta sẽ luồn móng tay vào đó. Cái này chỉ dành cho người lớn thôi nhé mọi người nha. Đấy, chúng ta mở cái nắp lưng ra. Mở thì chúng ta sẽ mở xung quanh cái máy này ra nha, chứ không phải mở một cái ăn ngay nhé. Đó, mở xung quanh ra. Ở trên cái nắp lưng của nó cũng có một cái vài cái điểm cần chú ý này. Đây là cái tiếp xúc sóng. Đây là nhấn vào ba cái sóng này. Đó, ba cái chấu này nó sẽ tiếp xúc sóng mạnh hơn, khỏe hơn nhé. Con này là A9M, con này sẽ sử dụng được một sim, một to và một sim nhỏ, sim micro. Con này là gắn được thẻ nhớ 16GB luôn nha mọi người nha. Mình cùng gắn sẽ sim to vào cho mọi người xem này. Và đây có một cái micro sim đó, mọi người cũng gạt cái chấu này ra và bỏ cái sim xuống dưới. Rồi mình đóng lại nha, mình chốt lại, giống tương tự như cái thẻ nhớ. Con này thì nó có nguyên pin dung lượng của nó là 2980mAh nhé. Mọi người có thể gắn vào để sử dụng. Nguyên pin này thì mình có thể xài được khoảng tầm 2-3 ngày thoải mái. Ở trên đầu máy của nó là một cái dây đeo ấy, mọi người gắn vào đây, đây mọi người luồn vào đây. Rồi cùng bật nguồn lên thì chúng ta giữ nguyên cái nút đỏ lên nhé. Đó, bật nguồn lên thì ngay trên mặt hình của nó là điện thoại có cái hình Doraemon đang huýt sáo đây. Trên bàn phím của nó rất là nhiều biểu tượng của Doraemon nhé mọi người nha. Ở đây con này thì mình sử dụng một sim trước này. Danh bạ của cái máy này thì lưu được 100 số rồi mọi người nha. Màn hình của nó là 3D, khoảng to khoảng 1.8 inch. Mình cùng thử tiếp theo là danh bạ của nó lưu được 100 số này. Truy cập trung tâm của gọi của nó có một cái vài cái điểm hay là cái gọi nhanh. Mình ấn vào phần gọi nhanh ấy, có cái phần cài số này, mình cài được 10 số liên tục nha mọi người nha. Sử như em bé đó, để sử đi học thì mình muốn cài số 2 là gọi cho bố, gọi cho mẹ thì cài số 3. Đó, sử gọi video bạn bè gọi số 4, số 5, 6 mình cài hết vào đây. Là mình ấn một cái là sẽ được luôn nha. Còn cái phần trong phần tin nhắn ấy thì mọi người có lưu có nhắn được khoảng là 50 số, nó sẽ lưu 50 số cho mình nha. Tiếp theo đó mình sẽ đi vào cái phần là cài đặt. Nó có một cái hay ở đây, mình vào phần cài đặt này. Có phần tracking mobile, ở đây có phần đầu tiên, phần thứ hai thì nó có cái phần tắt đọc số, mình ấn tắt đi thì khi mà mình gọi nó không đọc số nữa thì nó có nhạc chuông luôn. Còn bật lên thì nó sẽ có đọc số nha. Cái đó chắc là không cần, trẻ con thì không cần dùng tới, chỉ người già thôi. Ở đây thì cái phần đa phương tiện ấy, con này gắn được thẻ là 16GB cho mọi người sử dụng. Đây, gắn được thẻ 16GB. Mình có thể nghe nhạc. Đây, nghe nhạc, mình thử nghe cho mọi người luôn nha. Đến là chúng ta sẽ xem cái phần công cụ tiếp nha mọi người nha. Công cụ đây nó sạc pin cho máy khác này, thì chúng ta bấm vào đây để sạc pin cho máy khác. Đồng thời thì chúng ta sẽ cắm cái cổng cáp của cái máy khác, cắm vào đây nha. Đó, cắm vào đây để sạc truyền điện cho máy khác. Chung là cái này chỉ để giải trí thôi nha mọi người nhé, chứ còn dùng nhiều cũng không được. Ở đây phím không của nó là chúng ta có thể giữ đè nguyên để bật cái phần sạc lên được, sạc pin cho máy khác đây. Đó, nó sẽ biểu báo ngay đây cho mọi người này. Còn nếu mà không dùng nữa thì chúng ta giữ nguyên phím không để tắt cái chế độ đi nha, mà thì nó đỡ bị tốn pin hơn. Con này thì nó có cái phần trong phần công cụ này, nó có cái phần là ghi âm cuộc gọi, ghi âm đây. Cái phần ghi âm thì chúng ta nếu mà cho sim mà chúng ta sẽ cho thẻ nhớ và chúng ta sẽ cài được nha. Còn cài đặt báo thức thì nó sẽ lưu được 5 lần, sử như mình cài 5 lần mình cài vào đây. Ngoài ra thì con này nó có một cái cổng sạc rất là dài nhé mọi người nhé. Mọi người chú ý giùm em, đây là cái chân sạc rất là dài của cái máy này. Thì nếu mà chúng ta mất cái dây sạc này, chúng ta phải gọi điện cho mình để mua nhé, chứ không mua ở ngoài được. Đó, cái này là điểm trừ duy nhất của con máy này thôi. Còn ngoài ra con này rất là tuyệt vời rồi. Thì mọi người nếu mà quan tâm điện thoại này, mọi người liên hệ bên mình. Bên mình sẽ có 3 màu chúng ta lựa chọn nhé. Đó là phiên bản màu vàng, phiên bản màu hồng và phiên bản màu xanh chúng ta lựa chọn. 3 phiên bản.
Màn hình con này 3,5 giống kiểu màu 3D ấy, trông nó hay lắm. Mọi người có thể mua nhá. Xin chào, lại video tiếp theo.